Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thảo Mấy Linh. Cháu Lử xin chúc tất cả các bác có một buổi xem video vui vẻ và luôn gặp thật nhiều điều may mắn. Trong chương trình hôm nay thì Lử tiếp tục quay trở lại chỗ hộ gia đình, chỗ nhà anh Xính ở trên đỉnh Hố Chua các bác. Trong ngày hôm nay thì nhà anh Xính đang bắt đầu là đập đá cũng như là đang cố gắng là làm mặt bằng ở chỗ khu vực móng nhà của mình các bác ạ. Hiện tại thì các bác có thể nhìn thấy là bên này thì rất là đông anh em sang để hỗ trợ cho nhà bác, nhà anh Xính các bác. Xin chào nhá. Xin chào. Chào các bác nhá. Ở trên nhà có ai ở nhà không anh Xính? Trên nhà có ai ở nhà không? Ở nhà. Tí nữa bảo chị cầm cái này lên trên kia nhá. Hôm nay mua ít thịt lên. Em để đây nhá. Hôm nay đông ấy nhờ. Hôm nay chục người à? Thế là đang đập đá để kè hay là nghiền tiếp? Để nghiền tiếp à? Đấy, vừa đập đá để nghiền và vừa làm mặt bằng chỗ khu vực đây luôn các bác. Xin chào bác Sò nhá. Chào bác Trơ. Bác Sò lâu lắm không gặp rồi. Lâu lắm không gặp bác Sò rồi. Hơn tháng rồi nhờ. Bác Sò đi làm thuê ở đâu? Bác Sò đi làm thuê ở đâu? Làm nho cối à? Đi làm được nhiều tiền không? Ít rồi. Ít thế hả? Làm thế đủ ăn. Vừa đủ ăn đúng không? Đủ ăn là tốt rồi. Đủ ăn để khô quá là trồng ngô trong đường đi làm thuê làm. Đúng rồi. Khô quá là không trồng được ngô là đi làm thuê. Thế là công việc gì kia hết chưa? Hết. Vẫn còn việc à? Tranh thủ về mấy hôm để giúp nhà anh Xính à? Thôi đi làm thì cố gắng giữ chùa chạy tăng gì nhá. Cố gắng giữ tay chân một chút tại vì là khoan đá này cũng khá là nguy hiểm các bác. Cố gắng giữ gìn thân thể. Anh Xính đang đập ở trên kia các bác. Phá nốt cái chỗ khu vực đây để làm mặt bằng so với lại khu nền dưới này nhá các bác. Đây để mình sẽ xuống đây để quay cho các bác xem là cái khu vực móng ở dưới đây thì nhà anh Xính cũng đã hôm nọ thì hai vợ chồng bác Sướng cũng lên đây để giúp kè đây các bác. Cũng đã kè xong cái phần móng đây rồi. Rất là đẹp nhá các bác ạ. Cũng không khác gì chỗ nhà của bác Sò luôn. Đó, ngày hôm nay thì gia đình hai vợ chồng nhà bác Chứ thì lại tiếp tục xuống giúp đỡ chỗ nhà của vợ chồng em Kình và Pà rồi. Đó, bà con ở trên này thì cứ hễ là có bà con nào mà làm nhà trên này là mọi người sẽ sang đổi công để giúp đỡ nhau. Đó, các bác nhìn là hiện tại thì số lực lượng đến chỗ nhà anh Xính rất là đông đấy. Hôm nay là bác Trơ cũng ra này các bác ạ. Lấy đủ nước cho anh Xính ơi. Nước đủ chưa? Nước chưa. Vẫn chưa đủ à? Đấy, phải mua bình nước lọc như này về uống này. Đấy, uống thì nó đỡ hơn. Chứ bà con nhà này là hay uống nước lã nhiều các bác. Hiện giờ là cái phần móng là vẫn còn chỗ này à? Đến chỗ kia đi hả? Cái chỗ này vẫn phải đập đi à? Chỗ này đập để nghiền à? Đập để nghiền à? Vâng. Thế là bây giờ cái chiều cái diện tích để làm nhà là đủ chưa? Đủ rồi đúng không? Vâng. Đấy. Anh Xính nói là hiện giờ là đủ rồi nhá các bác. Hiện giờ là đang đập đá đây để mà nghiền bột đá. Hiện tại cái khu vực đá bột đá kia thì vẫn chưa đủ. Tại vì bột đá này là mình sẽ nghiền nhỏ hơn lại hơn một chút nữa đúng không? Hay là vẫn như thế kia? Vẫn nhìn như thế à? Mà chỗ kia là vẫn chưa đủ đâu đúng không? Đúng rồi. Sau là bê đá đây. Hôm nay là hộ gia đình của chỗ nhà em Pà thì bà con ở khu vực dưới đó cũng xuống khá rất là đông các bác. Này trên nhà anh Xính cũng đông. Hôm nay là cũng là một ngày đầu tuần thứ ba các bác.
Hiện tại thời tiết ở trên vùng cao vẫn cứ nắng, cho nên là bà con cũng chưa thể mà đi trồng ngô hết. Ở khu vực trên này thì một số nơi thì bà con cũng đã trồng ngô hết rồi nhé các bác. Còn một số khu vực như chỗ nhà anh Xính ở dưới này đây thì vẫn chưa thể trồng được, tại vì là đang đợi trời mưa. Còn một số nơi đã trồng trước rồi thì bà con cũng đã chuẩn bị là để đi vun ngô luôn rồi. Cùng một huyện thôi nhưng mà cái chỗ mà bà con trồng ngô nó lại khác nhau. Còn nơi thì trồng sớm thì ngô nó đã lớn rồi. Cái búa gãy rồi à? Gái rồi. Ủa, nguy hiểm quá. Hôm nay chị Mai là cũng lên đây rồi. Có thể lúc trong nhà mà. Thôi thả thả đó. Không là con nấu rồi. Gãy luôn à? Đá cứng quá. Tháo để lấy cái cáng này đi đá vỡ luôn này. Vâng. Đá cứng quá đúng không? Vâng. Thôi tháo ra đi, không sợ là tí nữa nó bung ra là nguy hiểm lắm đấy. Vâng. Còn cái nào không? Còn một cái, còn hai cái à? Sắt là nó đã cứng lắm rồi nhưng mà trên này là đá còn cứng hơn cả sắt thì các bác. Bây giờ bác Sò là thợ khoan số 1 khấu chua. Xem mọi người làm vui vẻ.
cá để uống à? Được đấy. Nóng quá. Nóng quá đúng không? Đúng rồi, nắng này tích mua cho bà con uống.
Đá đấy cứng quá nhờ. Cứng á. Đục nãy giờ mới đục một tảng này các bác. Ở dưới kia họ đang thanh minh à? Dưới này họ thanh minh dưới này à? Nhà anh cái à? Đá nhà anh Xính còn cứng hơn nhà bác Sối nào ấy nhỉ? Đá này búa nó còn gãy được cơ mà. Và với lại đá đỏ cứng nhất trong các loại, gần nhất trong các loại đá nha các bác. Trên vùng cao đấy, trên vùng cao này theo được biết thì loại đá pha thạch ở trên gần chỗ khu vực gần chỗ nhà anh Chứ muốn vợ đó, là cái khu vực mà loại đá đó là cái loại đá cứng nhất trên vùng cao đó. Sau đó là những cái loại đá xanh pha đỏ như này phá nó khó vỡ lắm. Từ lúc mà anh em YouTube lên đây là bà con có vẻ nói tiếng phổ thông nhiều hơn nhỉ? Là không là, là luôn đấy. Thì bà con nói không rõ nhưng mà cũng
Nghe được các bác ạ. Bác xem nhà nhiệt độ của bà con làm rất là vui vẻ các bác. Vợ ngang đấy. Bật tôi. Chị cầm túi thịt về đi. Cầm túi thịt dây xong lên nấu đi. Lại mang cả củ cải nữa. Củ cải vẫn còn trên nhà hả? Ăn chưa hết à? Thế cứ cầm lên. Linh cầm lên á. Vâng vâng. Củ cải này nó lúc nó trương lên này, nó nhiều lắm. Nó nở ra. Phải khoa thêm một lỗ. Hai bà cháu đây. Con gái ăn cái gì đấy? Ốc bún ở nó chưa? Nó đầu rồi. Nó cho đầu đen. Thằng bé là ăn ăn đá. Cháu bún nó đầu nhá. Đá này sợ là bị viêm họng đấy. Tại cái này là dâu rồi. Mà hao chế mùa mày nhớ. Mùa thứ anh trả, ít tuổi anh trả. Thì Lử cũng hỏi rằng là sáng là hai vợ chồng bác đã đi lấy cỏ về trưa thì bác bảo là dưới nhà vẫn còn là một bó to đủ để ăn đến chiều tối. Nhưng mà chiều giúp đỡ chỗ gia đình của nhà anh Xính xong thì hai vợ chồng bác sẽ về là sẽ tiếp tục là cắt thêm một bó để sáng ngày mai bò đã ăn tiếp nha các bác. Hai bà cháu này rất là vui các bác. Bây giờ để Lử sẽ lên nhà cùng vợ anh Xính hiện giờ đang lên trên này nấu cơm mọi người. Cũng lên để hướng dẫn chị các bác. Vì chị vợ là không biết là nấu như nào. Khu vực ở dưới kia thì bà con anh Cấy ngày trước mà cũng có làm đường cùng với lại hãy bảy anh em sinh nhật đó các bác. Thì hôm nay cũng lên đây để sửa lại mộ cho các cụ các bác. Bây giờ tôi sẽ lên trên nhà để cùng chị xem là nấu cơm như thế nào. Tại vì chị bảo không biết nấu như nào. Trên đỉnh này gió to mát lắm các bác. Nhưng mà vào cái mùa mưa thì rất là nguy hiểm. Bà con đi cắt cỏ bỏ về hết.
bây giờ là vợ anh Sinh đã bắt đầu là nóng bếp nhá. Bây giờ Lự sẽ chuẩn bị cùng chị là rửa thịt, xong là sẽ luộc các bác, thì nó xào với lại củ cải. Nhà anh Sinh thì nuôi khá là nhiều mèo. Củi này là chặt từ trước Tết hả chị? À. Bình thường là ở trên vùng cao thì bà con là bữa trưa thì bà con nếu như mà có ai sang nhà giúp ấy các bác ạ, thì bà con hay bữa trưa là chỉ ăn với rau thôi, còn là bữa tối sẽ là bữa chính, bà con lúc đó là sẽ tiếp đái mọi người là gia đình nào có điều kiện một chút thì sẽ mua 1-2 con gà và tam hoàng để mời bà con ăn đó. Không biết là gì khen của cháu nào đây. Con gà bé Giang Thị Mai lớp 3 Hú Chua Giang Chu Phìn, danh hiệu học sinh xuất sắc nha các bác nha. Đấy, con gái của anh Sính này các bác nha, học sinh giỏi, sinh xuất sắc. Đấy, rất là mừng luôn. Đầu tiên để sẽ bắt đầu là khò cái lông thịt lợn này để tí nó sẽ luộc luôn các bác. Các bé này nữa. Chị bắt đầu ngâm củ cải luôn các bác. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là cũng luộc thịt luôn. Bây giờ là vợ anh Sính là bắt đầu là thái củ cải này thì nó xào nha các bác. Các bác chỉ cần là ngâm hai bó như vậy nhá, thì là có thể đủ khoảng 8 người ăn rồi các bác. Còn gia đình mà ít người khoảng 4 người thôi thì các bác chỉ cần một bó thôi, lúc mà nó nở ra thì nhiều lắm. Các bác nào mà muốn mua củ cải khô thì có thể liên hệ vào số là 0387 761 và 631 nha các bác nhá. Hiện tại thì trên kênh Thảo Mỹ Linh đang bày bán những sản phẩm đồ khô đặc sản ở trên vùng cao.
Thì là củ cải sẽ xào một ít chút với lại thịt lợn. Bây giờ bắt đầu là rang một ít thịt rồi bắt đầu là rang củ cải khô nhé các bác nhé. Cái này chắc chị phải cho thêm một ít mỡ vào rồi. Phải cho thêm một ít mỡ vào. Nhà mình còn mỡ không? Có à? Ừ, cho thêm một ít để tí rang củ cải cho nó được ngon. Còn đây thì sao? Bây giờ là đến phần pha chấm chéo nhé các bác nhé. Bác nào mà muốn đặt hàng thì có thể liên hệ số 0387761631 nhé các bác nhé. Bác mua thì sẽ được miễn phí ship. Rất thơm các bác ạ. Chẳng ít nước này. Mọi người nghỉ hết chưa? Về rồi. Rửa tay, bảo mọi người rửa tay không? Thái không em cái thịt trong đầu ăn cơm đâu. Quần cho tay nó một bộ. Rửa tay đi. Chị còn rán món gì nữa? Hát chỉnh kia chứ không? À, rán cá. À. Đó, ở phía bên này thì vẫn còn một túi thịt với lại cá nha các bác. Đây về để buổi chiều gia đình nhà anh Xính nào. Mời mọi người ăn bữa tối. Mọi người về hết đây. Bà chị các bạn. Chị cái mà chấm với lại nước chấm thần thánh của Mỹ Linh thì hết nước chấm luôn các bác. Nếu phá xong ngày mai bắt đầu lại nghiền tiếp à? Đấy, anh cho vào luôn đâu đấy. Hôm nay là cho bác sò là thử món củ cải khô. Ngon. Ngon đúng không? Bác sò chưa ăn bao giờ?
Trước hôm lên đây thì bác Sò là chưa ăn bao giờ nhé các bác. Hôm nay bác Sò là lần đầu tiên được thưởng thức cái món này. Củ cải khô. Ăn được không bác Sò? Ăn được không? Ăn được à? Chưa có tiền mua. Chiều nay lấy một gói cho bác Sò. Ăn thử. Ngon nhỉ? Tao chỉ chua. Tao đi tàu. Đấy. Xây cơm ăn cơm thôi. Mọi người nghỉ ngơi lúc nữa sẽ bắt đầu là lại tiếp tục đi làm. Đấy, mọi người vào ăn cơm đi. Cơm hôm nay là có cả mèn mén nha các bác nhá. Mèn mén đi cùng với lại rau chua. Nó mỏ à? Làm cái gì đấy? Nhà chị làm gì mà gọi mọi người đi ăn cơm? Nhà hôm nay Thanh Minh à? Ờ. Thanh Minh gì kia? Ờ. Mọi người đang ăn cơm. Thế bên kia mổ gà. Bên kia mổ mấy con? Mổ 4 con à? Ôi dồi ôi. Thế thì mọi người ăn đây xong lại sang kia bên kia ăn tiếp. Bác Sò cho xin đôi đũa. Cho xin một đôi đũa. Mời tất cả các bác dùng bữa cơm cùng với lại gia đình nhà anh Xính. Bây giờ thì mọi người cũng khá là đói rồi. Đây là có bác Sò là cũng vợ chồng bác cũng ra để giúp nhà anh Xính này. Vừa bác Sò đâu không có ăn cơm à? À, vừa bác Sò là không gửi được cá móng. Đây, củ cải khô các bác. Hôm nay chính tay vợ anh nhà Xính nấu. Em vào đây ngồi này. Nó đi dậu. Vào ngồi chỗ này đi. Anh đứng được rồi. Vào đây ăn cơm mọi người đi. Ơ lỗ đi dậu à? Đấy, vào đây ngồi ăn cơm. Ngồi đi, vào đây ngồi đi. Đấy, vào đây ngồi đi. Ngồi chỗ của anh luôn. Bác đi chưa ăn đâu mà. Lên rồi. Ngồi ăn đi. Em mà đứng lên em ăn cũng được. Vâng vâng. Ở bên này là vợ bác Sò là nó tự ăn một mình nghe. Ơ no rồi đi rồi. Không ngửi được cá mắm. Thế thì pha lại một cái bát mới. Nước chấm là cũng mọi người là cũng chấm cá mắm nên là bác gái không ăn được các bác. Có lẽ là thức phim trong buổi sáng ngày hôm nay trên khu vực chỗ nhà anh Xính đến đây là kết thúc rồi. Lần nữa thì xin được cảm ơn tất cả các quý nhà hảo tâm, các quý vị khán giả đã luôn quan tâm và luôn theo dõi. Nói chị cứ ngồi ăn đi, anh xin cơ giàu chỗ chỗ không? Đấy. Đã luôn quan tâm và theo dõi. Nếu như mà không có tất cả mọi người luôn quan tâm và theo dõi thì kênh Thảo Mỹ Linh cũng không thể mà phát triển đến thời điểm hiện tại được. Lần nữa xin được chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu mến đến kênh. Các bác hãy tiếp tục đăng ký kênh cũng như là theo dõi những video mới nhất ở trên kênh Thảo Mỹ Linh để biết đến những hoàn cảnh tiếp theo sẽ được giúp đỡ. Đó. Hôm nay thì trên nhà anh Xính thì mọi người cũng đã bắt đầu là chuẩn bị để tiếp tục nghiền bột đá rồi. Và các bác hãy luôn chờ những video mới nhất ở trên ngôi đàn hú chua nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong những video tiếp theo. Nếu mọi người muốn nhu cầu mua
đặc sản vùng cao thì mọi người có thể liên hệ qua kênh của cháu Thảo Mỹ Linh. Đây là bột Tam Thất Bắc đã được xay nhuyễn nha các bác nhá. Mọi người mà muốn đặt hàng thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh. Một hộp này là 500g, hai hộp là 1 cân nha các bác nhá. Linh thì có cả câu kỳ tử nữa các bác. Nếu các bác muốn mua câu kỳ tử thì các bác có thể liên hệ qua Mỹ Linh đây. Đó, câu kỳ tử thì chúng ta có thể mua về. Và đặc biệt là Linh có thêm cả củ cải sấy khô đây của bà con ở vùng cao Nguyên Đá, Hà Giang. Đó, cái này thì mọi người có thể mua về, mọi người để xào thịt, ngâm với nước thì nó nở ra thì mọi người có thể thái ra và bắt đầu là dùng thôi. Đó. Và cũng có cả thêm cả nụ hoa tâm thất. Thì nụ hoa tâm thất này Linh có 3 loại, đó là loại A và loại B và một loại đặc biệt. Đó, mọi người có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh để mua nụ hoa tâm thất này ủng hộ cho kênh của thằng Mỹ Linh nhá. Mọi người có thể liên hệ qua số hotline là 0976613609. Và đặc biệt là cháu Linh có thêm mặt hàng là thịt lợn ba chỉ gác bếp mà hôm vừa rồi là bố mẹ Mỹ Linh vừa làm xong đó các bác. Thịt lợn này thì cực kỳ là ngon nhá. Mọi người có thể lấy về, mọi người có thể để ngăn mát. Thế nên là Mỹ Linh vừa hút ra túi chân không xong luôn. Đó, thịt lợn ba chỉ nhá. Gác bếp nhá. Mọi người muốn nhu cầu thì cứ gọi điện số điện thoại là 0976613609 ở trên màn ảnh video mà các bác hay xem. Đây là lạp sườn nhá các bác nhá. Lạp sườn này cực kỳ là ngon luôn. Treo gác bếp chuẩn lợn đen vùng cao Hà Giang. Đó. À, mọi người nhớ ủng hộ kênh của thằng Mỹ Linh nhá. Và Linh còn mặt hàng cuối cùng đó là mặt hàng mật ong bạc hà. Đây là mật ong bạc hà là mật chuẩn nhá các bác nhá. Cái này là Linh đã phải chọn lọc mật ong. Nó màu vàng chanh nhá các bác. Đó. Mật này mật chuẩn luôn các bác có thể mua về sử dụng giúp Mỹ Linh. Đó. Và cái món cuối cùng đó là món là mật ong rừng nhá các bác nhá. Mật ong rừng thì mọi người phải liên hệ qua Mỹ Linh. Đó. Linh đã đóng chai thế này rồi. Toàn là mật chuẩn thôi các bác. Lấy của bà con trong bản ra giúp bà con tiêu thụ những sản phẩm mà bà con đã sản xuất ra.